Chí Quang, Thanh Đoàn giải thích lý do không nhận tiền mừng cưới tại Phú Quốc chẳng quan trọng chuyện phong bì, vàng và kim cương tự mua được. Vì đám cưới của Đoàn và anh Quang thì tổ chức tại Phú Quốc là nơi đầu tiên, tiếp theo đó là Sài Gòn và tiếp theo nữa là Đồng Tháp. Và những anh chị ở bên Phú Quốc thì hầu như là có người thì đi hai nơi, có người đi ba nơi luôn. Và mình không có nghĩ là cái việc mà phong bì nó quá quan trọng trong cái tiệc cưới của mình, tại vì tiệc cưới của mình quan trọng nhất là sự hiện diện của tất cả người thân, bạn bè và những người bạn để chứng kiến được giây phút mà Đoàn với anh Quang tại lễ cưới ngày hôm đó. Tình cảm quý hơn vàng, quý hơn kim cương, mọi người ơi. Vàng kim cương tụi Quang có thể làm ra được, nhưng mà tình cảm và cái tình yêu của tất cả mọi người, và đặc biệt là quý vị khán giả, những người yêu mến cặp đôi Hà Chí Quang và Thanh Đoàn thì không bao giờ mua được bằng tiền được. Thừa nhận giới tính đặc biệt khó kết hôn, quyết định tổ chức tiệc cưới hoành tráng và xứng đáng một đời mong đợi. Khi mà Đoàn sinh ra trên cuộc đời này và mình có một cái giới tính khá là đặc biệt thì phải nói là một lần của mình nó lại khó hơn những người bình thường nữa. Cho nên Đoàn cố gắng cái tiệc cưới này Đoàn phải làm cho nó xứng đáng nhất có thể. Xứng đáng ở đây không phải là nó quá lớn, mà vì xứng đáng ở đây là minh chứng được cho tình yêu của hai đứa. Cái sự hoành tráng này thì cũng là hai đứa cố gắng làm việc để dành dụm để có một cái đám cưới thiệt là lớn cho riêng cho hai đứa. Nam diễn viên hồi hộp ngày bước vào lễ đường, tranh thủ nghỉ ngơi để trở thành chú rể thật rạng rỡ. Về việc đám cưới thì tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ cố gắng còn vài ngày nữa thì bây giờ phải cố gắng nghỉ ngơi, ngủ nghỉ để cho ngày hôm đó sẽ có một làn da và một tinh thần thật là rạng ngời để làm hai chú rể thật xuất sắc ngày hôm đó. Thì hôm đó sẽ là cái giây phút mà giống như hôm nay các bạn đang quan nè, các bạn rung bao nhiêu thì ngày hôm đó tụi Quang bước lên lễ đường sẽ rung bấy nhiêu. Tối ngày 3 tháng 11, Hà Chí Quang, Thanh Đoàn sánh bước tại đêm chung kết của một chương trình. Tại đây, cặp đôi giải thích lý do không nhận tiền mừng cưới ở Phú Quốc. Đây là địa điểm đầu tiên cả hai tổ chức hôn lễ. Đa số khách mời là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người thân. Họ nhận lời dự đám cưới 2 đến 3 nơi. Chính vì vậy, Hà Chí Quang và Thanh Đoàn quyết định không nhận tiền mừng cưới tại đây. Bên cạnh đó, cặp đôi chẳng quan trọng chuyện phong bì. Cả hai đặt tình cảm và sự hiện diện của người thân và bạn bè lên hàng đầu. Họ sẽ là người chứng kiến giây phút hạnh phúc trong ngày vui của cặp đôi. Hà Chí Quang cũng cho rằng tình cảm quý hơn vàng, quý hơn kim cương, mọi người ơi. Vàng kim cương của Quang có thể làm ra được, nhưng mà tình cảm và cái tình yêu của tất cả mọi người, và đặc biệt là quý vị khán giả, những người yêu mến cặp đôi Hà Chí Quang và Thanh Đoàn thì không bao giờ mua được bằng tiền được. Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức ở 3 nơi: Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Hà Chí Quang tự nhận bản thân vụng về trong công tác chuẩn bị đám cưới. Người sáng tạo và thực hiện nhiều điều bất ngờ cho anh nhất chính là Thanh Đoàn. Bạn đời của nam diễn viên cho biết cả hai lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới được 1 năm. Sau lễ đính hôn năm 2023, Thanh Đoàn đã nghĩ đến buổi tiệc trọng đại này. Không lặng, tại vì khi mình đính hôn xong thì cậu đã nghĩ là ngày 19 tháng 10 năm 2023 là ngày đính hôn. Và Đoàn cũng nghĩ là năm sau khi mà mình đám cưới thì phải làm như thế nào. Mình làm như thế nào, tại vì đời người chỉ có một lần thôi. Khi mà Đoàn sinh ra trên cuộc đời này và mình có một cái giới tính khá là đặc biệt thì phải nói là một lần của mình nó lại khó hơn những người bình thường nữa. Cho nên Đoàn cố gắng cái tiệc cưới này Đoàn phải làm cho nó xứng đáng nhất có thể. Và xứng đáng ở đây không phải là nó quá lớn, mà vì xứng đáng ở đây là minh chứng được cho tình yêu của hai đứa. Cái sự hoành tráng này thì cũng là hai đứa cố gắng làm việc để dành dụm để có một cái đám cưới thiệt là lớn cho riêng cho hai đứa. Ngày 6 tháng 11, tiệc cưới tại Phú Quốc của cặp đôi sẽ chính thức diễn ra. Thanh Đoàn cho biết công tác chuẩn bị đã thực hiện xong và sẵn sàng. Hiện tại, cặp đôi cố gắng nghỉ ngơi, ngủ nghỉ để tinh thần rạng ngời và trở thành chú rể xuất sắc ngày trọng đại. Hà Chí Quang hồi hộp đếm ngược từng ngày được nắm tay bạn đời bước vào lễ đường. Anh hy vọng năng lượng tích cực của cả hai sẽ lan tỏa đến nhiều cặp đôi trong cộng đồng. Chúng ta hãy cố gắng, mạnh mẽ, cứ yêu nhau sẽ đi đến kết quả và có trái ngọt như Hà Chí Quang và Thanh Đoàn. Nam diễn viên cho biết bản thân đã chờ đợi và ao ước ngày trọng đại này đã lâu. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.